Xin chào các bạn đến với kênh của Cương Hải Phòng. Nay Cương Hải Phòng lên trên này chia sẻ cho anh em về ngành làm sạch vệ sinh công nghiệp. Và anh em nên lưu ý nhất là cái thằng dòng nước rửa nền rẻ, dòng axit ấy, axit sulfuric với axit canohydric. Đấy. Là anh em trước khi làm vệ sinh nên quan sát những đồ nhôm, đồ nốc xung quanh ở những vị trí mình làm chuẩn bị trà hóa chất, nên tránh nó ra, không là bị dính hóa chất là nó han, nó dỉ hỏng hết luôn. Và hai nữa là anh em làm nền xong là sẽ phải dùng bằng nước hoặc là nước rửa sàn, nước sạch ấy, chà đi chà lại hút cho nó kỹ để nó sạch hết cái cờ lo đi nhá. Cái thứ hai nữa là anh em những gạch cũng vậy, rửa hết cờ lo thì nó mới gạch nó mới đúng màu của nó, chứ không có để nó ẩm nhìn nó ghê lắm, nhớt nhát. Thứ ba đó là nếu mà trong phòng kín ấy, anh em khi đổ nó ra ấy, là anh em tốt nhất ấy, là pha nha, pha ở bên ngoài cho nó hết khói xong bắt đầu ông xách vào trong làm, xách vào trong nhà làm, bởi vì nó sẽ gây hiện tượng sương mù nhà cửa, nó nổ với khí nó ám quanh nhà ghê lắm, u ám lắm. Đấy rồi anh em lưu ý cái đấy cho tôi. Xin chào, hẹn gặp lại những clip sau.